Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là địa phận của phường 12 thành phố Vũng Tàu, trên một cái dự án này gọi là dự án Sông Cây Khế, thuộc công ty Tân Thành. Thì dự án này là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xong rồi mới có sổ hồng của mình nhé. Còn bây giờ hiện tại là đang có sổ của công ty. Đấy, sổ mang tên công ty nhé. Đấy, và mình mua thì vẫn có sổ đấy, nhưng mà mang tên công ty thôi, nên là vấn đề là chúng ta không vay được ngân hàng, không hỗ trợ được tài chính từ một bên thứ ba nhé. Mua bán thì sang tên hợp đồng với công ty. Thì ở đây chúng tôi giới thiệu cho quý vị này, một cái lô đất 5 x 22. Đấy, đất ở hoàn toàn nhé. Đây đang chào bán với giá là 2,6 tỷ quý vị nhé. 2,6 tỷ. Đằng sau của lô đất này, một con đường nữa, chính là trường Võ Nguyên Giáp nhé, mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một con trường, một cái ngôi trường mới. Thì đất đai đây thì là hạ tầng thì mới là cơ bản thôi, có đường thôi chứ vỉa hè thì chưa có này. Chỗ này thì chưa có, chỗ nó có rồi. Bây giờ mình cùng đi dạo quanh nhé. Đây, cái lô đất nhé, đằng sau của cái nhà cấp 4 kia. Đấy, đằng sau nhà cấp 4 này luôn nhé. Đấy, là đây, đang 5 mét nhé quý vị. 110 mét vuông, 5 x 22. Đây, mình cùng đi dạo quanh này, xem khu vực này thế nào. Thì nói chung khu vực này thì vẫn còn rất là thưa dân quý vị nhé. Bởi vì khu vực này từ đi làm các thứ cũng xa. Thì vị trí này nó ngay đường Võ Nguyên Giáp đi vào, cách quẹo Ông Từ một đoạn, đèn xanh đèn đỏ mà quý vị đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống á, thì khu vực này vẫn còn vắng người. Đây, nhà cửa đây. Đây, trường học đây quý vị nha, trường Võ Nguyên Giáp, mang tên đại tướng rất là kính yêu của chúng ta. Đó, đây là trường tiểu học Võ Nguyên Giáp. Đây là khu phố 4, phường 12. Không, trường tiểu học như thế này rất là to quý vị nhé, tương đối to. Thì đại tướng Võ Nguyên Giáp, quý vị đã biết rồi đúng không? Là một người đã đem về cho chúng ta một cái chiến thắng vô cùng lẫy lừng, chiến thắng Điện Biên Phủ. Đấy. Và cái chiến thắng Điện Biên Phủ này nó đã nâng tầm cái vị thế của Võ Nguyên Giáp lên, cũng như là nâng tầm dân tộc Việt Nam lên. Và đã từ cái chiến thắng Điện Biên Phủ này, nó là nguồn cảm hứng cho rất nhiều các cái dân tộc ở bên châu Phi, người ta đứng lên để đánh đuổi ách thực dân. Tuy nhiên thì hiện nay cái cuộc cách mạng ở bên châu Phi thì vẫn còn đang tiếp diễn, bởi vì trong cái giai đoạn đó chỉ một vài nước là đánh đổ được hoàn toàn thôi, còn vẫn còn cái thực dân kiểu mới đến tận bây giờ. Và bây giờ một vài nước như Guinea, Burkina Faso, các thứ là đang nổi lên. Đấy, nhà cửa khu vực này đây. Nhà rất là thưa thớt quý vị thấy không? Dự án này chứng tỏ cũng là tương đối rộng đấy quý vị nhé, tương đối rộng.
rất nhiều nền nhà ở đây á, nhưng mà nói chung là chưa có dân cư đến ở mấy. Một cái bất lợi đó là giấy tờ pháp lý ở đây là bắt buộc cứ phải xây lên thì mới có sổ hồng, nên là nhiều người có nhu cầu mua nhưng mà không thể mua nổi, bởi vì phải có tiền mặt mới mua được. Đấy. Đây là cái nhà gì đây, xây thô lên xong rồi bỏ hoang đây. Đó. Tôi đã đi vòng vòng của cái dự án này. Đây biệt thự này. Đó. Hai mặt tiền. Ngoài này có biệt thự rất là to đây. Hai biệt thự rất to. Đây là đi ra ngoài đầu đường này. Cái biệt thự đây. Rất là rộng. Đó. Đây là đi ra ngoài đường hẻm đấy, để đi vào đường dự án quý vị nhá. Chỗ này thì to này, nhưng mà phía ngoài này thì hạ tầng kém hơn. Đấy. Này thì bé hơn. Đấy, khi mà quý vị đi ra đến đây ấy, rẽ tay phải là đi về thành phố Bà Rịa hay là thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ tay trái là đi về thành phố Vũng Tàu quý vị nhá. Này, nó có cái biển trường học Võ Nguyên Giáp nhé. Đó, sơ bộ cho quý vị biết cái khu dự án này đấy, như thế nào. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Đất đai thì đấy là đã có thổ cư hết rồi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.